Chào các bạn, trong tập trước thì mình đã nâng cấp căn cứ của mình và xây dựng một khu vực để farm các ký sinh trùng. Và ở video trước, người bạn đầu tiên của mình là một con bò đã biến thành một ký sinh trùng vào đêm trăng máu. Trong tập này thì mình sẽ tiếp tục quá trình nâng cấp bản thân. Mình sẽ chế tạo một đôi cánh mới và tiến vào địa ngục để tìm thêm những loại khoáng sản quý hiếm. Và chúc các bạn xem video vui vẻ. Hiện tại thì mình cũng đã bị hết sắt rồi các bạn ơi. Có lẽ là tới lúc chúng ta phải đi mai rồi. Ai còn có 4 phôi sắt à? Có vẻ khá là ít. Ủa và có điều may mắn một đêm là đêm nay không có trăng máu các bạn ơi. May mắn thế nhỉ? Sao kỳ ta 75% mà 2 đêm liên tiếp không có trăng máu luôn. Chắc do mình hên ấy. Chắc là đêm nay cũng sẽ bình thường thôi. Tranh thủ thì chắc là mình sẽ làm thêm một cái máy bắn súng. Các bạn nói mình là đặt một cái máy bắn súng ở đây thì nó sẽ farm giúp mình luôn. Thì nó sẽ tiện hơn khá là nhiều. Đây, hiện tại đang khá là clear này. Hay là đêm nay mình đi đi săn thêm những cái thanh niên gọi là ngoài hành tinh ta. Tại vì mình đang có một số dự định nho nhỏ đó. Thứ nhất đó chính là làm một cái hầm để mà mình đi mai. Thứ hai là mình sẽ các bạn nói mình là nên làm một cái chỗ lò nung để mà mình cái vạc các bạn, để mà mình nung đồ lên ấy, nung nước lên để mà uống cho nó sạch luôn. Hiện tại thì mình cũng đã hết sắt rồi nên cũng không làm được cái này. Tiếc nhờ. Để xem coi. Quên nữa, thì mình đã tìm ra được cái loại khoáng sản rất là hiếm các bạn ơi. Nó tên là Onyx và nó ở dưới kim cương. Nó ở dưới địa ngục và ở dưới Nether các bạn. Và tên của nó là Onyx. Nó là như là một dạng kim cương đen vậy đấy. Và theo mình thấy là nó hiếm hơn khá là nhiều. Đây, nó gì? Nó mạnh hơn khá là nhiều. Đây, nó có 5 giáp trắng và 2 giáp xanh đúng không? Bên đây thì chỉ có 3 giáp trắng và 2 giáp xanh thôi. Có nghĩa là cái loại khoáng sản này, mình nghĩ là mình sẽ cố tìm cái loại này để mà mặc. Đó, thì mình sẽ trâu hơn khá là nhiều. Ngoài ra thì mình sẽ chế thêm một cây súng nữa. Nhưng mà chế thêm một cây súng thì chúng ta lại cần sắt. Đó, nó cứ tóm gọn là chúng ta thiếu sắt thôi. Nhưng mà hiện tại là buổi tối mà không có gọi là trăng máu ấy. Chắc là mình cũng sẽ tranh thủ để mà mình giết con bò này luôn các bạn ơi. Tạm biệt người bạn này thôi. Và nó chết rồi. Các bạn nói với mình ấy là có thể là nó bị lây từ dưới đất lên ấy. Để hôm nào mình dắt con bò khác về và mình nuôi nó ở trên cao cao chút xíu để xem sao. Hiện tại thì để xem coi mình có thể chế được cái đôi cánh nào tiếp theo không ta. Theo mình thấy là cánh lửa này với lại cánh này khá là đẹp. Mình sẽ không chế mấy cái cánh bướm nha. Cánh bướm bay xấu lắm các bạn ơi. Ê, cánh này cũng đẹp mấy này. Cánh này chúng ta cần lông. Mình có lông không ta? Mình sẽ chế một cái cánh này hay là devil. Ui, hay là chúng ta chế một cái cánh ác quỷ đi. Đơn giản lắm luôn các bạn ơi. Một kim cương, 4 vàng, một cái này và hai cái này thôi. Ui, đơn giản lắm luôn ấy. Ngoài ra thì mình có thể chế được cái cánh nào. Cánh rồng thì nó hơi khó rồi. Nó cần cái hơi thở của rồng lận. Cánh dơi thì chúng ta phải cần máu dơi. Cái này không biết lấy sao nữa. Vậy thì có lẽ bây giờ mình sẽ chế tạo cái Evil Wings, cánh quỷ đi. Ok, có vẻ khá là căng thẳng đây. Mình sẽ chế tạo cánh quỷ nhá. Đây, công nhận là không có trăng máu thì khách tới gọi là hơi bị ít luôn ấy. Vậy là phân tích đúng thì giai đoạn 3 vẫn chưa mạnh các bạn ơi. Chỉ có trăng máu mới mạnh thôi. Đó. Mà hình như là của mình sắp tới giai đoạn 4 rồi đấy. Chắc là tầm một thời gian nữa là sẽ tới giai đoạn 4 thôi. Nó sẽ siêu nhanh luôn. Bây giờ thì mình sẽ cần làm một cái gì đây ta. Cánh. Một viên kim cương ở đây rồi nè. Chúng ta cất thêm ít đồ đây đi. Mình sẽ cất những cái món đồ không cần thiết hiện tại. Ok. Rồi chúng ta sẽ chế cánh thôi. Mình cần một kim cương này. Cần một cái fairy dust. Đây, 4 vàng. 1, 2, 3, 4. Một emerald và một cái khoáng sản này. Thì cái này may mắn là đợt trước của tụi mình tìm được này. Đây chúng ta sẽ có luôn một cái cánh quỷ các bạn ơi. Chắc là hôm nay mình sẽ dùng cánh quỷ nữa mình bay đi nhờ. Cánh quỷ thì bay buổi sáng thì nó mới đẹp các bạn ơi. Bay buổi tối thì nó cũng không đẹp cho lắm. Đợi cánh mới, xịn sò con bò đấy. Cánh lửa thì có lẽ mình sẽ cất đi. Tạm thời dùng cánh quỷ thử xem coi nó có gì khác không. Uống miếng nước rồi đó. Ok. Rồi, có lẽ là mình cũng sẽ bay đi tìm những cái kênh người ngoài hành tinh thôi các bạn ơi. Mình hiện tại là đang muốn chiến với tụi này lắm rồi. Đây, rất là đẹp các bạn ơi. Yes, let's go. Nhìn mình như là evil các bạn. Đây. Đấy, ngầu ghê chưa? Ngầu thực sự ấy. Ok, thì bay qua khu vực đó mình chả biết nó nằm ở đâu nữa. Mình quên cái vị trí của nó rồi. Mình nghĩ là bay qua bên đây. Có một con cừu này. Bay qua bên khu vực này. Và cái này nó đói rất là nhanh nha. Chúng ta phải chúng ta phải liên tục gọi là cập nhật cái độ đói các bạn. Chết rồi.
buổi tối bay ra ngoài mình bị gọi là bị à, từ từ mình bay tiếp, mình dừng ở đây, mình dừng ở đây cái đã cho nó tăng thân nhiệt. Có dê, có dê các bạn ơi, mình có thể nuôi được. Oh my god, baby zombie. Ồ, có một vài tên đây, chết mày đi. Ok, đó, xử lý mấy con này nhanh gọn các bạn ơi. Và mình phát hiện là có mấy con dê. Ồ, vậy mình có thể nuôi được nha, có hai con luôn. Chắc là sáng hôm sau thì mình sẽ dắt hai con này về để mình nuôi. Hiện tại thì mình chưa dắt đi được. Ôi, con nào tấn công mình đấy? Ok, ai tấn công mình đấy? Một con ngựa thêm ma. Ok, ái ui, ái ui, ái ui. Ok, đau thế. Không có đùa được các bạn ơi. Ok, mấy con kia nó thấy mình rồi. Bây giờ mình sẽ bay qua sa mạc chút xíu, tại vì mình không có mặc giáp kim cương ấy nên mình trông có vẻ hơi yếu. Ơ, mình quên cái chỗ có sa mạc rồi các bạn ơi. Cái chỗ đó đâu nhỉ? Mình bay tới đây là mình có thể thấy được sa mạc rồi mà ta. Bên kia có một khu vực gì kìa. Ừ, chắc là một cái structure bình thường thôi. Ồ, mày có đói quá. Ăn cái này thì mới bay tiếp được các bạn ơi. Chúng ta đang trong cái cánh dê. Ồ, lộn, cánh quỷ. Chết rồi, mình không biết cái sa mạc ở đâu nữa. Có lẽ mình nên tìm tọa độ của nó. Hình như là bên đây này, hình như bên đây, hình như bên đây. Đấy, chính xác, chính xác. Nhưng mà có một điều là mình đang lạnh quá các bạn ơi. Ôi trời, sao trời mưa nữa rồi. Sao để mình tìm những cái tên gọi là ngoại tinh đó các bạn. Ok, chúng ta vào được trong đây. Cũng tạm các bạn ơi. Bây giờ làm sao để mà tăng thân nhiệt cho bản thân đây. Ủa, mình được lại một cái smelly piece này. Thế là mình sẽ tìm cách tăng thân nhiệt thôi. Mình lạnh quá đi á. Oh my god, mình không có đem theo block. Chết rồi, không ổn rồi các bạn ơi. Thiết nghĩ là chúng ta sẽ đi xuống mấy cái tầng hầm, hoặc là mình sẽ bật lửa ở đây cho nó nóng lên. Mình sợ nó cháy nhà thôi, chứ bình thường không sao đâu. Ok, công nhận là cái thân nhiệt này nó dã man thiệt. Muốn gọi là đi săn thêm mấy cái người ngoài hành tinh mà cũng khó nữa. Tại vì ấy, mình cũng đã thử giết mấy người ngoài hành tinh ở một cái thế giới mà mình thử nghiệm ấy các bạn. Thì ấy, nó rơi cho mình một cái gọi là gì ta, cái silicon. Đó, thì mình rất cần cái đó để mà chế nhiều cái thứ quan trọng các bạn ơi. Ái ui, ở đây thì nó bị cháy các bạn ơi, ở đây không được. Ok, ở đây thì mình có thể tăng thân nhiệt được nè. Bây giờ thì mình sẽ cần làm gì nữa ta? Có thể bay đi chứ, mà lấy cái cung tên ra cái. Mình đang thiếu cung tên. Cung tên, mũi tên chứ nhờ. Mũi tên, đây. Lấy một cái được rồi, tại mình có dòng vô hạn các bạn. Ok, sưởi ấm thêm một lần nữa rồi mình sẽ bay đi tìm mấy cái tên ngoài hành tinh thử xem sao nhé. Ok, chắc là như đây đủ rồi đấy. Let's go. Để xem coi có con người ngoài hành tinh không. Tại vì mình chỉ thấy nó ở những cái đêm trăng máu thôi. Mấy cái đêm bình thường thế này thì mình vẫn chưa thấy tụi nó nữa. Nó có thể tàng hình hay sao các bạn ơi. Đây, mình chả thấy một cái tên người ngoài hành tinh nào hết. Có lẽ là mình nên đi săn vào đêm trăng máu thì tốt hơn. Rồi săn vào đêm trăng máu thì nó sẽ tương đối nguy hiểm ấy. Ok, có lẽ bây giờ thì mình sẽ bay về nhà một cái. Ôi, cuối cùng cũng là tới được cái căn cứ của mình các bạn ơi. Tớ dã man thiệt. Tại trời mưa nên mình không thấy cái đường đi về nhà đấy. Ôi, ok, mình bị ướt rồi. Ok, bay về nhà cái đã. Xuống tới đây luôn. Công nhận là cánh quỷ xịn nha. Chúng ta sẽ dùng cánh quỷ tạm thời ha. Ok, thì mình trong thời gian offline thì mình cũng đã thay đổi các cánh cửa ở đây rồi. Đó, sắp tới thì mình sẽ để xem coi. Chúng ta sẽ cần làm một cái đường hầm ngay bây giờ đi. Mình nghĩ, thiết nghĩ chúng ta cần làm đường hầm. Thì với những cái số lượng kim cương còn lại thì mình nghĩ là mình nên chế tạo thêm một cái sẻng kim cương với lại một cái cây rìu kim cương, thì các bạn thấy sao? Chắc là mình nên chế tạo sẻng trước, tại vì kim cương thì nên để dành đi. Tại hiện tại mình cũng không có tìm được thêm. Để xem coi cái này thì mình có thể làm gì được với nó. Mình nhầm cái tên các bạn ơi. Đây, thì cái loại này để xem coi mình có thể chế tạo gì không. Chỉ có thể cái bay ông finder thôi, mình không tìm được mấy cái khác. Cái này thì mình cũng không biết công dụng của nó nữa, nên thôi cứ từ từ ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên mà chế một cái gọi là ngủ được không. Ôi, bây giờ trời sáng luôn rồi, trời ơi, mình về không có kịp các bạn ơi. Khu vực mình nó mưa mãi nhờ. Ok, rồi ở đây chúng ta sẽ thêm một cái sẻng. Đây, thế là mình đã có một cái sẻng kim cương. Rất là thiệt luôn. Để xem coi nó có hiệu sức bốn này. Nhưng mà chưa có đủ level các bạn ơi. Không có đủ, không có đủ. Rồi, ở đây có lẽ là mình sẽ cất cái này đi. Rồi sau đó mình sẽ làm cái tầng hầm đi mai cho mình luôn. Thì mình dự định là mình làm nó ở đây nè.
Đây, mình sẽ đi xuống theo đường này. Nhưng mà chỗ này thì sau này nó cũng có giá trị phết đấy. Phá cái này cái. Ok. Hay là mình làm ở đây. Làm ở đây thì có vẻ hợp lý hơn này các bạn. Đây, chính là chỗ này. Mình sẽ đi thẳng xuống hướng ra bên kia hả? Hướng ra bên kia có nguy hiểm không? À, hướng bên đây đi. Ok. Đó, tới đây thì nó có vẻ hơi nguy hiểm nè. Mình lấy thêm lock cái đó. Ok. Đi thôi. Mình sẽ lấy thêm lock để mà mình có thể đặt xung quanh khu vực này cho nó an toàn chút xíu. Good job. Rồi, ở đây thì mình sẽ đi qua bên khu vực này. À, đắp chỗ này lại các bạn. Đó. Đó thì ở dưới đây nó dư một cái tầng thế này nè. Nên mình sợ là con bò của mình nó bị nhiễm là do cái vấn đề này đó các bạn. Nên khá là tiếc luôn ấy. Rồi, để chúng ta sẽ đi xuống thêm miếng nữa. À, như thế này. Rồi, ở đây thì mình sẽ chặn xung quanh lại cái đó. Đây. Đó, chúng ta sẽ có thêm một cái đường đi xuống như thế này. Khá ổn nha. Và có lẽ là mình sẽ làm cho nó xuống tới tầng tầng 11. Đó, thì tầng đó thì mình sẽ có cơ hội tìm được nhiều khoáng sản hoặc là kim cương nữa. Hiện tại thì mình cũng đã đào một cái hang nó xuống tới tầng 11 rồi các bạn ơi. Và mình đụng chạm khá là nhiều mấy cái tầng mà liên quan của cái tòa đây cái tòa đó rồi. Chỗ nào ta? Bên đây thì phải. Đây. Cái khu vực tòa bên đây các bạn, cái tòa tháp đi xuống ấy. Đó, có những cái tầng hầm ấy. Và mình đụng chạm khá là nhiều, nhưng mà thực ra thì mình cũng đã lắp ra rồi. Lắp lại rồi. Lẹo cái lưỡi luôn. Đây, ở đây thì mình có bê tông dính. Được một cái bê tông dính trong lúc mình đang đào ấy. Mình cũng chả biết có thể áp dụng gì với lại cái này nữa. Trời thì vẫn chưa hết mưa. Ở có con gì hả? Không có các bạn ơi. Đây. Đó, các bạn thấy đất chết không? Lúc trước có một cái bacon ở đó mà mình đã bắn cung cho nó chết rồi ấy. Đó, nên nó để lại mấy cái phần đất chết như thế. Nhìn trông khá là ghê. Hiện tại là buổi sáng này. Mình nghĩ là thời gian này mình có thể gọi là đi bắt những cái con dê về trước khi mà trời tối các bạn ơi. Đó, tuy là trời mưa nhưng mình nghĩ nó cũng sẽ tương đối là an toàn ấy. Nên tập này thì mình sẽ đi bắt những cái con dê về luôn. Mình sẽ cần thêm một cái rương nữa để mà chúng ta có thể chứa nhiều đồ. Mình nghĩ là mình sẽ đổi thiệt nhiều rương ra bằng stack này. Ok. Đó, mình sẽ cần một cái tầng hầm cho mình luôn. À, lộn, một cái nhà kho cho mình luôn. Nhưng mà mình chả biết là dùng nhà kho ở đâu nữa. Tại vì khu vực nhà mình nó cũng không có rộng rãi cho lắm ấy. Mình nghĩ là chúng ta nên nên trăng máu luôn rồi. Ok thôi. Bây giờ chả biết thế nào nữa. Cứ để tạm cái khu vực rương ở đây đi các bạn ơi. Đó. Chúng ta sẽ để rương ở đây vậy ha. Đây thì mình sẽ cất một ít block đây đi. Ok. Chưa gì trăng máu đã tới rồi. Thì trong lúc mình đi mai thì mình được bao nhiêu sắt ta? Mình có được thêm sắt đúng không? Mình nhớ mang máng là như vậy. Nhưng mình cất đi hết rồi. Ngoài ra thì mình cũng được khá khá nhiều than, với lại được lên level 30 luôn rồi này. Đây mình được có 12 sắt à. Vậy là không đủ chế tạo được cái cây súng rồi. Khá là tiếc nhờ. Cả đúc redstone này nữa. Mấy cái smell. Cái này có tác dụng gì vậy ta? Đây mình chả thấy nó có tác dụng gì luôn ấy. À một cái lơ luôn. Một cái lơ. À thì ra nó có nhiều dạng khác nhau à. Ồ ra vậy. Chà cái này hiếm nha. Vậy thì mình sẽ cất nó luôn. Ok, chúng ta sẽ cất cái trái tim này đây luôn. Vậy là mình có tầm 3 cái chưa? 3 trái tim chưa ta? 2 à. Ủa cái này mình được 13 này, mình có thể chế tạo được một cái lơ rồi đấy. Như đây, mình chế tạo cho các bạn xem nhé. Thì khi mà chúng ta chế tạo cái này ấy, chúng ta sẽ được khối này. Và khi chúng ta đặt ra và chụp phải vào nó đấy, thì nó sẽ làm giảm tiến độ phát triển của những con này lại. Nhưng hiện tại thì mình không muốn giảm cho lắm. Mình hiện tại không có muốn giảm rồi ơi. Nên thôi thì mình cất đi ha. Khi nào mà mình cần thì mình dùng thôi. Đây. Khá là ngầu nha. Đây, bây giờ thì mình đi xuống mình farm thêm ít level không ta? Mình nghe tiếng nổ khá là nhiều. Đây, mình sẽ câu những thanh niên này lại đây rồi mình farm thử nha. Xem coi là nó có hiệu quả hay không. Cung của mình đây. Đây. Ngoài ra thì cái này chúng ta có thể làm sắt được không? Tiếc nhờ, mình thiếu sắt rất là nhiều luôn ấy. Không ngờ là có ngày chúng ta không có sắt để mà dùng như thế này. À, mình đang khá là đói. Như nãy mình cất thịt đi luôn rồi sao ấy. Đây. Không có cất ở đây. Nếu mình còn mười mấy miếng thịt mà. À ha. Vậy là mình cất ở đâu rồi nhờ? À, thôi, mình ăn tạm đi. Kiếm thịt sống nó ăn. Ủa động thịt chín mà ăn. Đây, ở à, đây 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 đây. Đây. Ai. Nhiều khi mà cũng không có tập trung nên không có thấy hết các bạn ơi. Đây, ơi. Kiếm xuống mất cái kiếm rồi. Rồi, mình sẽ dụ mấy con này lại đây rồi mình farm thử nha. Để xem coi cái độ hiệu quả như thế nào. Ơi tụi bay. Chúng ta không có con nào nó khen mình luôn ấy. Đây 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 đây. Ủa nó làm cái hiện tượng như vậy? Có cái hiện tượng lạ. À tụi nó biến là cái gì đó các bạn.
Ok. Đó. Farm như thế này thì mình sẽ không nhặt được kinh nghiệm các bạn ơi. Cái này thì hơi ít kinh nghiệm ấy. Tụi nó rơi xuống dưới hết trơn rồi. Mình nghĩ là mình nâng cấp lại cái chỗ farm này thì nó sẽ hợp lý hơn. Mình nhớ con này đi. Con này trông ghê quá. Thật sự luôn ấy. Đây, có rất là nhiều con. Đây, con heo quá này. Chỗ farm thì chúng ta cần tiến hóa một cái đường đi vào để tụi nó rớt vào rồi mình farm luôn cho nó dễ các bạn ơi. Ok. Để xem coi. Bây giờ thì mình có thể gọi là lấy ra. Đây. Để xem mình enchant nó lên được cái dòng gì không. Hãy thêm ma các bạn ơi. Vậy là chắc là mình sẽ lấy cái dòng hiệu sức bón cho cái cây sản của mình luôn thì nó sẽ hợp lý hơn ấy. Ok. Đó. Vậy level hiện tại thì mình sẽ lấy hiệu sức. Tay nhanh hơn não đó các bạn ơi. Nhưng mà nó có dòng nhặt hai bù lại cho sự đau đớn của mình. Trời ơi, tay nhanh hơn não vậy. Cái này chỉ có tác dụng là những con zombie thôi. Thì mình hơi phí kim cương rồi. Có một con nào đó tàng hình. Có một con nào đó tàng hình ở đây nè. Đây các bạn thấy không? Nè. Trời ơi. Ủa sao mình không thấy được nó vậy ta? Không lẽ bị lỗi respect à? Ok, mình giết những con này cái. Đây các bạn. Hải tham ma không biết có tác dụng với những cái con infected human này không? Đây. Chúng ta sẽ được khá là nhiều đồ. Hay hay nhờ. Mày sao? Tính ra là nên dùng cái shopper hơn ấy. Hiện tại thì nên dùng cái shopper này hơn. Ok, giết mấy con này nốt đi. Đôi khi có những con tàn hình nha, mình nên tập trung chút xíu. Mình sẽ dụ nó đi tới vào cái thảm đi. Cái con bé béo này nó không có đi vào cái thảm các bạn ơi. Ok, không có giết được nó. Thì mình sẽ bắn cung nó. Ok, chết liền. Đó. Cũng không có nhiều đồ lắm các bạn ơi. Nói chung là khu vực này thì hiện tại đang ế. Mới rớt trái tim đúng không? Không luôn. Con gì đó? Cái con bị nhiễu lúc nãy thôi. Rồi, có lẽ là đêm nay đêm trong máu mình cũng không ngủ được nữa. Chắc là mình nên đi vào địa ngục các bạn. Các bạn nghĩ mình có nên đi vào địa ngục không? Mình đi vào địa ngục rồi lúc sáng mình đi về. Rồi lúc đó thì mình đi bắt những con dê về luôn thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó, chứ hiện tại thì mình chưa có thể làm gì được hết. Đó, có thể farm level một ít nhưng mà cũng chả nhiều các bạn ơi. Mình đang muốn đi lên cái tòa tháp thử. Đây. Đi lên trên đây rồi mình bắn mấy con này cho nó dễ các bạn ơi. Mà trên đây thì nó hơi nguy hiểm chút xíu ấy. Mà cũng hơi hơi quan ngại. Ok. Để xem nhá. Đây, chết những con này đi. Chết tụi bay đi. Khi mà mình có căn cứ rồi thì mình thấy mọi thứ nó có vẻ ổn định hơn đối với mình rồi đấy. Chắc là sắp tới thì mình sẽ nâng lên giai đoạn 4 luôn. Đó. Thì chơi như vậy cho nó kịch tính các bạn ơi. Có một con Ricker kìa. Chết rồi đi. Quá trời kinh nghiệm luôn này. Mình muốn xuống đây nhặt ghê ấy. Sorry bác ạ. Sorry. No. Đông thế anh hai. Không vào đây được thì thôi mình xuống đây vậy. Mấy con này nó ỷ đông hiếp yếu các bạn ơi. Mình không nên ở đó với tụi nó. Ok, mình múc một ít nước rồi đã. Hiện tại thì vẫn chưa có. Mình đủ làm cái vạc rồi đấy. Hay là mình làm một cái vạc ta. Mình nên làm cái vạc nhờ. Ở đây thì mình sẽ gọi là làm cho nó sạch một cái đi. Rồi, chúng ta sẽ làm một cái vạc rồi sau đó chúng ta nung nước lên mà dùng. Đó, các bạn thấy hợp lý không? Các bạn chỉ mình như vậy ấy. Chúng ta sẽ làm một cái vạc như thế này. Đây. Sau đó thì mình chỉ cần nung nó lên thôi. Mình nhớ là mình có cái đá này. Ôi, tuyệt vời. Ok. Thì các bạn chỉ mình như thế nào thì mình để xem mình làm thử ha. Chỗ nước này thì mình múc ra luôn đi. Rồi, mình sẽ làm cái vạc ở đây. Oh my god. No. Ui, đáng sợ vậy. Trời, xém đi rồi. Ui, mấy con heo nó có thể chui xuống dưới nha các bạn. Đây, mình sẽ làm cái chỗ như thế này. Rồi sau đó thì mình đặt lên trên đây đúng không? Nó, thì cái vạc sẽ được nung chín đúng không các bạn? Mình không biết là mình làm có hợp lý hay không. Nhưng mình nghĩ là cũng ok á. Nè, nước này nước sạch đúng không? Mình uống thử ha. Thôi, mình hết khát rồi nên không uống được tiếp. Rồi tới đây. Tới đây là những con này. Đây. Mình thử xem mình farm cái con Long Arm này được không nhá. Ok. Cái này có bật lùn nên hơi khó farm các bạn coi. Đó. Chết rồi đi. Đó, mấy con này chết khá là nhiều. Cái con Long Arm này nó mạnh hơn cái con bốn chân lúc nãy nha. Mình để ý là như vậy á. Boom. Không có đồ gì ngon cho mình luôn ấy. Mình nghĩ mấy con này cần nâng lên level 3 các bạn ơi. Thì nó sẽ có đồ ngon hơn chứ hiện tại chả có đồ gì ngon cho mình cả. Ok, có lẽ bây giờ thì mình sẽ đi tiến vào địa ngục luôn. Chắc
Chắc là trong địa ngục nó sẽ có những con zombie ấy. Mình đem tới cái này cũng được. Ok, đam của nó tới 14 lên nè. Đó, các bạn thấy đam nó nhiều không? Nó có thêm dòng sắc bén là đam hơi bị mạnh ấy. Nhưng mà cái này nó có dòng hải thêm ma rồi, nên không thể có sắc bén được. Ok, có lẽ là mình cũng sẽ tiến vào địa ngục luôn các bạn ơi. Hiện tại thì mình cũng đã vào địa ngục rồi các bạn ơi. Và trong nó có vẻ khá là lạ đấy. Lúc nãy thì mình vào không có được nha, tại vì mình có shader đấy. Mình tắt shader rồi mình mới vào được. Ủa, công nhận tắt shader xong thì mình cắn hẳn ra. Hơi, hơi. Ok. Rồi, thì nãy mình có thấy một cái gì đó trên đó kìa. Mình cũng chả biết nó là cái gì nữa. Nhưng mà trước tiên thì mình còn ghi nhớ cái tọa độ khu vực cánh cổng của mình để mình có thể đi về đây. Đó chính là 225 và trừ 328. Ok. Ủa, kia có một cái gì nữa kìa. Đó, nói chung là đây là một cái mod khác về địa ngục các bạn ơi. Không biết nó có xuất hiện những cái con ký sinh trùng không ta. Ủa, không biết dưới đây mình có bị lạnh không nhờ. Ồ, bị nóng không nhờ. Có khi xuống đây mình bị nóng ấy. Ok, mình sẽ đeo đôi cánh để mình bay cho nó dễ. Ủa, cái ủng mình gần hư rồi. Hư chắc là mình sẽ lấy cái ủng khác luôn. Ok. Đây là cái gì vậy? Nó có cả xương rồng, mà xương rồng cái dạng lửa nữa các bạn. Ồ, trên kia cũng có một cái nữa kìa. Hình như mấy cái này là chúng ta... mình biết rồi. Mình biết rồi các bạn ơi. Nó có cái mod của địa ngục ấy. Nó có cái mod của địa ngục. Đây đây đây, mình search các bạn xem. Cái Pillar đúng không? Từ từ để mình search. Nó có... Ủa? Mình nhớ nó có một cái loại khoáng sản ấy. Chúng ta có thể chế tạo được đồ dưới địa ngục luôn. Những cái cây cúp các thứ luôn các bạn. Xịn phết nhờ. Cái này thì sao? Cái này nó là... Nói chung là những cái dạng... Gọi là sinh vật ở đây hơi sao ấy. Ok. Ui da. Mình bay qua đây cái đã. Có vẻ khá là tuyệt nhờ. Ok. Hiện tại thường không có đem theo gỗ các bạn ơi, nên nó hơi khó cho mình. Đây. Mình sẽ đi xuống cái chỗ này để mà mình lấy cái khoáng sản này. Cái này nè, hình như cái này có thể chế tạo được cái mấy cái đồ cúp và các thứ này. Cái này nó có cái gì vậy? Nhìn nó như là khá là ngầu luôn ấy. Ok, để mình khám phá thử xem nhá. Nó như dạng cái đồ nung lửa vậy các bạn ơi. Nó sẽ cháy vĩnh viễn hay sao ấy. Đây mình có cái Large Cincinnati Tile, đúng không? Có thể làm gì được với nó không? Ủa, cái này không phải các bạn ơi. Không phải cái dạng có thể chế được đồ. Mình bị nhầm rồi. Ok, để xem coi dưới đây còn cái gì hay không. Trong nó có vẻ cũng khá là bình thường ấy. Theo mình biết là dưới đây có cả áo giáp, các loại áo giáp và có các loại boss nữa ấy. Trong có vẻ khá là thích đấy. Ở đây là cái gì đây? Không có gì cả các bạn ơi. Còn chỗ này. Ủa, chỗ này nhìn xịn vậy. Wow. Khu vực này có gì đây? Đó, những cái này thì mình có thể tận dụng để mà làm mấy cái bẫy giết ký sinh trùng rồi các bạn. Cũng ok phết nhờ. Đây nó rơi cái gì này? Nó rơi một cái quả chỉ cho mình nè. Quả này ăn được không? Táo đen à? Táo đen có độc không? Táo đen có độc không ta? Xíu mình ăn thử ha. Xíu mình sẽ ăn thử cái quả táo này. Ok, còn bây giờ thì úi ra. Mình sẽ thử đi tìm có cái búa đi ngục này. Ui. No. Trời ơi, có skeleton. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ cầm khiên. Ui, có một con ở đây nữa nè. Ui, giả mang đấy. Ok. Có con dơi nữa kìa các bạn. Xịn nhờ. Khiên đâu. Ok, đó. Giết con này cái đã. Mày. Ok. Ui, mình nghe tiếng có một con gì đó. Ui, dưới đây có cả zombie này. Cũng được nhờ. Nói chung là dưới đây cũng có khá là nhiều thứ mình có thể khám phá đấy. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa tìm được những cái thứ hay ho thôi. Nó khá là bình thường. Trên kia thì sao? Bấm lộn rồi. Xem xíu là mình rơi xuống dưới rồi. Bên đây thì sao? Xịn nhờ. Có vẻ khá là xịn đấy. Mình quên luôn cái đường đi về cánh cổng của mình rồi. Mình bị đói. Mình muốn bay thêm một vài vòng nữa để xem coi dưới đây thực sự nó có cái gì. Ok, còn phá ra địa ngục đó ta. Mình cũng khá là cần cái phá ra địa ngục ấy. Để xem coi bên đây nó có những khu vực nào nhé. Ui, cần là thấy liền. Ui, một khu vực giáp vàng luôn kìa. Xịn nhờ. Ok, chúng ta tới được một cái phá ra địa ngục. Rất là xịn sò các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ đi khám phá luôn. Tìm thêm kim cương các thứ. Ở dưới đây thì nó không có ký sinh trùng. Khá là may mắn. Ok, như vậy thì mình nghĩ là mình có thể dễ dàng chiến đấu ấy.
Tại vì mình đang full giáp kim cương rồi. Ui, mình có một cái yellow bone eye nè. Thiệt nhờ. Ok, mấy cái này mình chưa cần thiết nên mình chưa muốn lấy đâu. Wow, công nhận là xịn nhờ. Nó có những cái khu vực này. Mình thì muốn tìm cái onyx quá. Mình thì không biết là tìm cái đó ở đâu nữa. Nó chắc là chưa thể tìm được. Mình cần thời gian tìm hiểu để mà tìm cái loại khoáng sản đó. Chỗ này đi không được rồi. Mình sẽ bay qua chỗ bên kia. Ok, let's go. Chúng ta sẽ bay qua bên đây. Đó, tới cái lòng spawn luôn. Ok, phá luôn đi, phá luôn đi. Chết mày đi, chết mày đi. Ờ ha. Sao mình lại phá cái lòng spawn vô ích nhờ. Để farm cũng được mà ta. Mấy con dê này nhìn ghê thế nhờ. Ok, không sao đâu. Mình nghĩ là mình sẽ... Ui, còn cái lòng spawn bên kia mà. À, có mấy con này sau lưng mình ấy. Ai da, ai da. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Ok, thì mình giết nó cái đấy. Mày, cương à, cương của tao à. Không mà áo giáp thì cũng chết thôi. Có khá là nhiều pháo đài. Mình trông có vẻ là mình không thể đi xuống được đó nhờ. Mình chả thấy cái đường đi xuống đâu cả. Ok, bay cái đã. Ui, đau quá các bạn ơi. Đau thiệt sự đấy. Khá là thốn. Ở đây cũng khá là nguy hiểm đấy này. Mình qua bên cái nóc nhà bên đây để mình mình thủ cái đó. Ok. Tạm thời thì khu vực này thì mình thấy nó cũng tương đối là ok. Một cái chỗ gì đó. Mình sẽ bay qua bên đó. Cái ổng của mình nó gần hư rồi. Để xem coi mình còn giữ cái ổng kim cương này hiện tại không. Có thể mình dùng luôn. Có này, mình có dư một cái y chang luôn. Nó cũng có dòng bảo vệ 2 luôn. Chắc là khi nào cái khi của mình dư thì mình dùng cái này ha. Ok, đi thôi. Đây, có một cái chỗ gì nè. Như là một ngôi nhà vậy các bạn. Và đi xuống đây thì có gì? Chả có gì cả. Không có gì luôn ấy. Ok, để mình nghiên cứu xem nhá. Nói chung là ở đây nó cũng chả có cho mình một cái gì khác ngoài mấy cái bình thường hết à. Nó như là một cái mấy cái chỗ trang trí thôi. Slam. Sao mày ở đây được vậy? Ôi, nó đi đường kia. Tự nhiên nó chui vô đường này nè các bạn. Quên, sao mình không lấy cái dòng nhặt 2 để mình đánh nó ta. Ok. Hiện tại thì mình cũng có đủ đầu quy đờ rồi, chắc cũng không cần đâu. Cái này là cái gì đây? Nó có tác dụng gì? Bỏ cái này ra. Isis. Hạt giống mắt à. Ok, Isis. Nó sẽ có tác dụng gì? Chắc là nó để trồng ấy, mình nghĩ là nó dùng để trồng. Ok. Chúng ta đang ở trên một cái pháo đài. Bên kia không chả có gì cả. Nói chung là nó không có cái gì cho mình khám phá cả. Để mình nhìn kỹ xem. Đây, các bạn thấy trên tường không? Đây là những cái nơi mà chúng ta có thể lấy khoáng sản này. Để mình nhìn kỹ xem coi chúng ta có thấy một cái onyx này hay không. Nếu may mắn là mình có thể tìm được kim cương đen ấy. Mà có vẻ hơi khó tìm nhờ. Hơi khó thiệt sự ấy. Không dễ dàng gì mà tìm được kim cương đen. Ok, đi thôi. Bay qua đây chăng? Ok, bay qua đây để mình đánh nhau với hai con này đi. Ok, rớt xuống dưới luôn. Tới con này. Chết đi, ok. Zombie à. Zombie chắc là mình gần được one hit các bạn ơi. Xém one hit. Ok. Nó có cái bắp mùi lên này các bạn. Các bạn thấy không? Nó có những hơi khói này, chắc là do nó đang nóng quá hay sao ấy. Ok. Thì bây giờ thì mình sẽ đi xuống thử dưới đây nhá. Để xem coi chúng ta có thể gọi là tìm được cái khoáng sản gì hay không. Thì được mấy cái đồ quý giá rồi hay không ấy. Mày nhảy theo tao à. Mình ăn cái apple black cái đó. Ok. Nó có hồi phục à. Nhưng mà nó cũng tạm các bạn ơi. Nó không có bằng vàng. Cháo vàng. Nó chỉ là một cái táo đen bình thường thôi. Wow các bạn ơi, mình phát hiện một thứ từ từ. Để mình giết với con zombie cái đó. Đây, chính là mấy cái onyx các bạn. Mấy cái kim cương đen ấy. Wow. Đây nè. Chính xác rồi nó. Đúng rồi các bạn ơi, chính là mấy cái kim cương đen này. Ui xịn thế nhờ. Ui mình không ngờ là ở tầng này cũng có nữa. Ok, mình sẽ ném một vài thứ để mà mình nhặt mấy cái kim cương đen nhá. Ok. Rồi. Cả cái này nữa. Wow, dùng cung để mà bắn cho nó dễ. Ok. Kim cương đen nha các bạn. Hàng xịn luôn. Mình không nghĩ là nó dễ tìm như vậy đâu. Mình thì dự định đi về rồi, nhưng mà qua đây thì mình thấy cái chỗ này cái mình dùng luôn. Ok. Mình dừng mà mình thấy được 6 viên onyx. Nhiều phết nhờ. Mình có gia tài 3 mà. Onyx, đây.
Bộ giáp rất là xịn nha. Đây, giáp kim cương của mình hiện tại là, ủa, tính ra nó cũng hơi bằng bằng thôi. Đây, cái áo thì bằng nhau đúng không? Cái quần cũng bằng nhau. Cái mũ hơn, cái mũ của bên Onyx hơn. Cái ủng cũng hơn luôn. Đó, tính ra là mình dùng cái bộ giáp Onyx thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Ơ, bên kia có một cái gì kìa. À, nó chỉ là những cái mầm trồng giống như bên đây thôi các bạn ơi. Ông nhìn xịn đấy nhờ. Mình có thể lấy nó về để làm mấy cái bẫy ấy. Nhưng mà hiện tại thì mình sắp hết nước rồi. Đấy các bạn, mình chỉ còn có bao nhiêu đây nước thôi à. Mình mà gấp rút rồi mình nát liền. Ôi, mình nghĩ là mình sẽ đi tìm thêm ấy. Ồ, đây có khoáng sản này. Từ từ. Đó, ngon lành nhờ. Cái này là cái gì đây? Xin xin. Ủa, là cái này đây đúng không? Ủa, con này nó bắn mình vậy. Ủa, ở đây hơi nguy hiểm chút xíu các bạn ơi. Mình phải cần cẩn thận lại. Ok, mình giết con zombie. Ở đây nó hơi nguy hiểm nha. Mình sẽ dùng cung nhiều đi. Mình không để mất máu đâu. Ok. Mình cần search chút xíu. Ok, chúng ta sẽ có cái này. Đây, đây, đây. Chính là cái này. Mấy cái khói fog này. Là cái này phải không? Nè, chính là cái này các bạn. Wow, xịn nhờ. Thì ra chính là cái loại này. Xịn phết luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ đem nó về. Lấy hết những cái này luôn ha. Ok, nhưng mà mình muốn tìm thêm mấy cái Onyx và mình muốn làm nguyên bộ giáp kim cương đen. À dạ, giáp kim cương đen thì chúng ta sẽ cần 24 ấy. 24 cái foil. Thì hiện tại là mình có bao nhiêu rồi ta? Mình có 6 đúng không? Mình cần thêm 18 nữa là chúng ta sẽ có. Cái gì đang cháy vậy? Trời ơi, cứ tưởng con Creeper nó chuẩn bị nổ sau lưng mình. Ok, mình giết mấy con skeleton trước. Nó spawn ra quá trời quá đất luôn nè. Đôi khi là mình có khi một hit là mình giết được con skeleton đó các bạn. Tại vì mình có sức mạnh 5 lận. Nhưng mà hit đó chí mạng thì mình mới giết được. Để xem coi trên mình đó có mấy cái kim cương đen cho mình nha. Đây có mấy cái này thì mình tranh thủ mình lấy luôn. Wow, không ngờ chúng ta có thể đi farm một cách tiện lợi như thế này. Ok. Rồi, cũng kha khá nhiều á, không đùa được đâu. Mấy này về nhà mình chế mấy cái món vũ khí đó nha. Nhưng mà nó không chế được áo giáp các bạn ơi. Rương à? Ồ không, cái này không phải rương các bạn ơi. Chết mà đi, mình đang khá là. Mình hết nước rồi, nên mình phải cẩn thận thiệt là nhiều nha. Để xem coi mình. Ơ, nè. Có phải là kim cương đen không? Chính nó các bạn ơi, chính là kim cương đen. Thế các bạn thấy chưa? Bắn vào đầu một hit là chết con skeleton luôn. Ô xịn nha. Một viên. Có một viên vậy. Được chín rồi. Tận tận chín lần. Mấy cái này mình cất vào trong người cái. Ok, chín cái kim cương đen rồi. Mình sẽ cần đi, chắc là mình nghĩ là ấy, với cái độ dễ tìm cái này á, chúng ta có thể tìm được ấy. Đủ ấy các bạn, đủ trong đợt này ấy. Ok. Để xem mình bắn cái con skeleton này cái đã. Skeleton này cái đã. Để xem coi còn kim cương đen cho mình nữa nha. Ủa sao nó. Chỗ này hết rồi các bạn ơi. Có vẻ như chỗ này chúng ta không còn kim cương đen nữa mà farm thêm rồi. Ở kia. Đây, có hai khối kim cương đen liền. Wow, như vậy là mình có 14 rồi. Wow. 14 đó các bạn, là khá là nhiều luôn ấy. Rồi. Để xem coi mình vào bên đây. Mình nghĩ mình sẽ lấy thêm cái chỗ này. Tại vì mấy cái này có chúng ta có thể gọi là chế tạo được ấy. Đó, chế tạo được mấy cái rìu các thứ. Nên mình lấy nó nốt cái này ha. Đó, nhìn nó có vẻ không hiếm lắm. Cái kim cương đen nó cũng không hiếm tí nào luôn ấy. Nhưng mà mình đã tìm được tới tận 14 rồi này. Mình còn 10 nữa. Để xem coi khu vực này còn kim cương đen không nha. Mình sẽ nhìn kỹ kỹ càng chút xíu. Có vẻ chỗ này hết kim cương đen cho mình rồi. Hết rồi sao ấy. Không còn luôn. Đây, nhìn mấy cái ngóc ngách bên đây. Mấy cái chỗ này nữa. Để xem coi nó có dấu kim cương không. Cả nó là Onyx đi cho nó sang các bạn ơi. Kim cương đen nhìn nó hơi hơi kỳ. Kim cương là phải sáng chứ sao mà đen được. Đấy. Đấy nè. Ui, 4 block. 4 block lận các bạn ơi. Và chúng ta có được 18. Mình còn tới 24 lận. Có vẻ là mình sẽ cần bay đi vài vòng các bạn ơi. Nhưng mà mình sợ mình bị khát quá đi ấy. Nên mình đi vào trong đây thử xem sao ha. Chúng ta có thể tìm thêm được kim cương đen nào hay không. Nếu mà khi gần gọi là gần chết khác ấy thì mình nghĩ là mình sẽ bay về. Đó. Đây mấy cái này có độc ấy các bạn ơi. Không nên đụng vào đâu. Giết cái con Creeper cái đã. Đi tìm thêm những cái cục kim cương đen mới. Đâu có đâu. Hết rồi. Có vẻ như là nó sẽ nằm ở những cái khu đồng bằng ở ngoài đây nhiều hơn. Ok.
Vậy thì mình sẽ bay qua bên đây để mà tìm thêm Onyx. Oh, where my Onyx? Ok, mình còn giết mấy con skeleton nữa cái đã. Ok, one hit luôn các bạn thấy không? Nhảy nó có thể có tỷ lệ chí mạng à? Không không, cái đó tiền hên xui thôi. Ok, khá là nhiều khoáng sản này, tranh thủ. Bây giờ mình chỉ muốn tìm cái cương đen thôi các bạn ơi, cái này cũng đủ nhiều rồi, 54 rồi. Onyx chứ nhờ, mình quên, quên hoài à. Gọi nó Onyx đi, tên của nó mình gọi nó kim cương đen đen. Trông nó hơi phèn nhờ. Ok, giết những con creeper này đi. Đây, bắn xuyên cái hở luôn, không trúng. một con cua này. Con cua này nó bị dính độc kìa. Thấy thương ghê chưa? Creeper với chúng tôi à. Có vẻ là nó không còn nhiều cho lắm nhờ. Vậy là kim cương đen nó hay xuất hiện ở đâu ta? Có lẽ là mình sẽ bay thêm vài vòng để mình tìm thử xem coi còn cái Onyx này hay không. Mình phát hiện có một Onyx ở đây. Đây, mình đang bay thì mình thấy nó. Hai lần. Đủ 24 chưa? Ôi ôi, 23 các bạn. Oh my god, nhiệt độ mình tăng quá. Mình nóng quá. Mình phải chạy tới nơi nó ấm chút xíu. Nó bay lên cao thì nó sẽ giảm nhiệt độ. Chính xác. Trời ơi, ghê chưa? Ok. Bay lên đây có Onyx không nhỉ? Cẩn thận chút xíu các bạn ơi, mình đang gọi là siêu khác rồi đấy. Không có đùa được đâu. Không nhờ, chúng ta có 23 rồi. Ái ui, giỡn mặt hả mày? Ok. Mình nghiên cứu từ trên cao xem. Cái chỗ này hồi nãy là mình thấy một Onyx đúng không? Ok, vậy là chỗ này không thể tìm được nữa rồi. Bên đây thì sao? Đây, mình bay thêm. Mục tiêu của mình chỉ còn một viên nữa thôi là đủ rồi. Nhìn trên những cái tường như thế này xem coi có không nha. Có vẻ là nó sẽ ở độ cao hơi thấp đó các bạn ơi. Ở cái chỗ này thì nó không có cho mình đâu. Mình đoán là mình phải xuống mấy cái chỗ nó tương đối là thấp, thì may ra là mình mới có thể tìm được. Ok. Chỗ này thì sao? Chỗ này nãy mình mới đi tới rồi, mới tìm được trên đây nè. Mình đi vào trong đây tiếp thử xem sao. Ok. Có một con nhện. Ok, giết nó cái đã. Ok. À, mày trâu à. Con nhện nó có 16 máu các bạn ơi. Để xem coi nhân nào mình mình đang muốn một viên nữa thôi trước khi mà mình đi về cái thế giới Overworld các bạn ơi. Chứ hiện tại có 23 à, nó cứ nửa vời thế nào ấy. Nửa vời thì mình không có thích cho lắm. Cần thêm một cái kim cương đen nữa thôi. Hoặc là Onyx chứ. Trời, sao mình nhầm cái tên của cái loại khoáng sản này hoài ta. Đây. Ok. Ái ui. Chết mà đi. Ok, có một con phù thủy. Ok, chết rồi. Đau lắm các bạn ơi. Rất đau nha. Nhiệt độ đang tăng rồi. Lấy nhanh rồi về các bạn ơi. Ok. Rồi, chạy về thôi. Bay về thôi. Mình nghĩ là mình không nên ở đây nữa đâu. Mình vừa sắp chết khác. Bay lên. Oh my god. Anh táo vàng. Ok, được cứu rồi. Rồi, có lẽ là bây giờ thì mình sẽ bay về với lại cái cánh quỷ của mình thôi. Ái ui. Và các bạn ơi, cái cánh cổng lúc về nó đưa mình tới cái chỗ gì nè. Các bạn thấy nó quen không? Nó giống series trước của mình thật sự luôn ấy. Là cái series tầng hết zombie các bạn. Thì đây chính là cái tầng hầm của mình. Nó đưa mình tới đây nè, bây giờ mình chả biết làm sao nữa luôn ấy. Trời ơi, không biết, mình cũng chả nhớ tọa độ nhà mình ở đâu nữa. Thôi toang rồi, giờ sao đây? Có lẽ là mình sẽ lên mặt đất đi. Tại vì mình nghĩ là tọa độ nó cũng gần với nhau thôi. Ok, mình sẽ cần lấy thêm block để mà bắt lên mặt đất. Trời, đáng sợ thế nhờ. Không ngờ có một ngày Red bị lạc như thế này nè. Ok, vứt bắt đồ cái đã. Đây, chúng ta được 25 Onyx. Cũng khá nhờ. Về nhà thì mình sẽ chế tạo giáp kim cương luôn. Giáp nguyên bộ giáp luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ lấy thêm ít block để chúng ta bắt đi lên thôi. Dưới đây có rương, quên nữa. Mình nhớ trong đây nó vẫn có rương mà. Đồ này thì thực sự là hơi kém đấy. Kìa. Tại sao vậy? Sao lại hiếu khách như vậy hả? Trời, tự nhiên được thêm viên kim cương nữa. Ngon lành thiệt. Ok, mình lấy một vài block này để mình bắt lên các bạn. Hiện tại không có zombie hay cái gì hết. Chỗ mình đang rất là an toàn luôn ấy. Nên thôi, mình sẽ lấy cái này. Ok,
để chúng ta có thể bắt lên cùng với lại cái lượng nether crack này nữa, thì mình nghĩ chắc là đủ để mà đi lên trên rồi. Ok, mình sẽ đi từ cái chỗ này, không biết là tầng bao nhiêu, tầng 26 à. Ồ, khá là thấp các bạn ơi. Mình gần tới mặt đất các bạn ơi, cái thanh đó, cái thanh khác của mình nó gần tan rồi. Lúc nãy mới qua cánh cổng các bạn, nó bị lỗi, nó hiện đầy ấy. Đó, bây giờ thì nó đúng về cái bản chất của nó rồi. Nó tuột siêu nhanh, nó tuột không phanh luôn. Ok, và bây giờ chúng ta tới khu vực nào đây? Ở hình như nó cũng gần nhà mình ấy. Ok, chúng ta múc miếng nước uống cái đã. Khát quá đi ấy. Ok. Miếng nước coi. Anh hai. Miếng nước. Mấy nước. Ok, có rồi. Có nước uống rồi. Hình như cái chỗ này mình đi qua rồi. À, tòa thành bên kia rồi. Vậy là ngay cái chỗ này ở dưới chân là có một cái đường hầm bí mật. Xịn nhờ. Khá là xịn luôn ấy. Ok, bay về cái đã. À, mình có nên dắt mấy con cừu về luôn. Mấy con cừu về các bạn. Mình cũng đang gọi là khá là muốn dắt tụi nó về ấy. Ở đây có con nai này. Mình nhớ là mình đã gặp mấy con cừu rồi mà ta. Ok. Có hai người bạn luôn. Đi về với tôi nào, đi về. Ok, mình sẵn tiện dắt hai người bạn này về rồi mình chế áo giáp luôn cho nó xịn các bạn ơi. Ok, mình sẽ dụ hai người bạn này đi qua bờ bên đây. Đi qua được không vậy? Được. May quá. Qua đây nhanh nào. Trời tối là anh em mình hẻo ấy. Mình nghĩ là đêm qua nó cũng có trăng máu ấy. Nhưng mà do mình ở dưới địa ngục nên nó không hiện hay sao ấy. Ok, đi thôi. Tòa thành của mình chỗ nào quên rồi, mình mới thấy mà. Ê, come here. Mình bắp lộn cái nút chỉnh mod rồi. Đi nào, nhanh nào. Nè, đồ ăn nè. Ê, ai đồ, giỡn à. Mấy thanh niên này đang đùa giỡn với thức ăn à. Ok, bên đây hay là bên kia nhờ? Cái này phải tòa thành của mình không vậy? Tòa thành của tôi đâu? Bên đây. Hình như bên đây, chính xác. Đó. Và bên kia là nó có một cái tòa thành nữa các bạn. Trong nó y chang cái tòa thành luôn ấy. Và gần tới nhà rồi, tuyệt vời. Chúng ta có hai người bạn đây. Không ngờ hôm nay tính ra thì mình cũng may mắn phết nhờ. Mình được hẳn mấy cái Onyx này rất là nhiều. Được hẳn thêm viên kim cương. Rồi được bonus thêm cái tầng hầm nữa. Ok, cẩn thận chút xíu. Đằng kia có một tên các bạn ơi. Cái giọng mình nó bị khàn nữa rồi. Ok. Để mình bắn tên á. Mày. Chết luôn rồi. Đi. Đi vào thôi. Đi vào đây nào. Đi vào đây đi. Thức ăn quý hiếm lắm. Come here. Rồi, bị kẹt tóc nữa rồi. Rồi. Đi. Ok. Mình sẽ cho hai thanh niên người bạn này của mình đi vào trong đây luôn. Trời ơi, đi vào trong đây đi bro. Hey. Vào trong chuồng đi mà. Vào trong chuồng đi, năn nỉ đó. Vứt ít đồ ở đây, xíu mình quay lại mình nhặt. Ê, nè đi qua đây. Đừng nói là bị kẹt với cái số lượng này nhá. Đó, giống lắm luôn ấy. Rồi đi vào đây. Đi vào đây nào. Không có đùa. Vào đây cho ăn ấy, uy tín luôn. Hai con này nó bị gì các bạn ơi. Đừng. Hello, thức ăn. Con này thì nó nghe mình, còn con này nó giận mình cái gì ấy. Ê, teo. Đấy, thấy đồ ăn rồi, thấy đồ ăn rồi. Trời ơi. Mấy con dê này nó mắc cười quá. Ok, nè, đi vào trong chuồng. Mình bó tay chấm cơm chấm VN luôn. Ok, vào trong đây. Đó, như vậy mới chịu vào các bạn ơi. Ok, không biết là nó có ra được không, nhưng mình sẽ cho nó ăn. Ok, rồi. Xin cho mình một baby dê đi. Ok, tuyệt vời. Rồi, hợp lý. À, không biết là mình lên trên kia mình lấy thêm cái cửa sập nhờ. Ở đây thì mình sẽ đặt thêm hai thủy tinh ở đây. Đặt lại cái cửa ở đây không. Vì một con dê mà chúng ta phải cực khổ như thế này. Ủa, hai con dê chứ. Ok, mình còn một vài thứ phải làm nữa. Đây, lên đây để mình cất ít đồ. Sau đó thì mình lấy cái cửa sập xuống dưới. Rồi, đây có một cái cửa sập đây. Để làm gì thì các bạn sẽ đoán ngay thôi. Chúng ta sẽ cất đồ ở đây bớt đi. Mấy cái block các thứ này nhiều dã man ấy. Đây, đi ra đây mình nhặt thêm mấy cái khói này. Đó, có rất nhiều thứ đó mình có thể làm được và trang trí trong tập này luôn ấy.
Ok, thì hiện tại thì thời lượng video cũng dài rồi nên mình sẽ làm nhanh nhanh các bước còn lại. Ok, phúp, đó, như thế này thì mấy chắc là mấy con dê sẽ không nhảy ra được đâu. Mình sẽ cho nó ăn ở chỗ này. Ok, rồi, vậy là chúng ta có những người bạn mới rồi. Tiếp theo thì tới chuyên mục chế tạo áo giáp thôi các bạn ơi. Một bộ giáp mới, tên là Onyx. Wow, piu. Mình sẽ chế luôn, mình không có chần chừ nữa đâu. Ok. Yes. Và còn dư một cái. Ui nhìn nó đẹp ghê chưa kìa. Wow. Mình sẽ cất nó vào, cất cái kim cương còn lại, cái Onyx còn lại vào trong cái ba lô này. Đó. Chúng ta được thêm một viên kim cương và một viên Onyx. Bây giờ thì mình sẽ gửi đồ ra hết, mặc cái bộ này lên. Đây, các bạn thấy mình có khỏe chưa? Giáp khỏe hơn nhiều ấy. Wow. Đây, cái bộ đồ này mà mình mặc chung với lại cái cánh quỷ này. Ui, đúng là một cái trang bị dành dành hẳn cho nhau luôn ấy. Sang chưa? Mình nhìn ok, xịn nha. Khá xịn các bạn ơi. Ngoài ra thì mình có thêm những khoáng sản lúc nãy nữa. Để mình nghiên cứu cách làm cái đó. Cái xin xin, đây cái này nè các bạn. Thì mình sẽ có thể chế tạo cây cúp và cái cây cúp và cây rìu này. Lớp môn tới rồi. Và như nó cũng bằng cái bình thường đúng không? Mình thấy nó cũng khá là bình thường đúng ấy. Ok, ví dụ cây cúp kim cương chúng ta có 5, thì cái này cũng có 5 mà. Nói chung nó cũng như nhau các bạn, nên mình sẽ chưa chế tạo cái này vội đâu. Và lại một đêm trăng máu.